Jonah nổi bật trong loạt ảnh chụp cùng dàn sao khách sạn Vương Giả. Một lần nữa, Jonah lại gây ấn tượng với khán giả nhờ nhan sắc như bị thời gian bỏ quên của mình. Vừa qua, Jonah đã chia sẻ một số hình ảnh mà cô chụp cùng dàn sao khách sạn Vương Giả lên Instagram. Ngay lập tức, động thái này đã thu hút nhiều sự chú ý. Tính đến thời điểm hiện tại, bài đăng của nữ diễn viên thu về hơn 1,4 triệu lượt thích cùng hàng ngàn lượt bình luận. Dĩ nhiên, đã có rất nhiều cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc của nàng thơ nhóm SNSD. Nói thêm về khách sạn Vương Giả, đây là một tác phẩm thuộc thể loại hài, lãng mạn. Kể về mối tình giữa chàng giám đốc Woo Won, Lee Jun Ho và cô nhân viên khách sạn Cheon Sa Jang, Jonah. Sức hút của bộ phim đến từ câu chuyện tình yêu quá đỗi ngọt ngào của cặp đôi chính, hơn nữa Jonah và Lee Jun Ho lại tạo ra phản ứng hóa học cực kỳ tốt. Dẫu vậy, tác phẩm của biên kịch Choi Rong cũng vấp phải những ý kiến trái chiều vì nội dung không có nhiều sự đột phá, sáng tạo. Bộ phim khách sạn Vương Giả Jonah và Lee Ho đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên GTBC.